Chiều ngày 19 tháng 4 năm 2021, Ban trị sự do Hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình đã tổ chức phiên họp trù bị để thông qua một số văn kiện quan trọng trước khi Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Tân Bình lần thứ 10, nhiệm kỳ 2021-2026, chính thức diễn ra vào sáng ngày 20 tháng 4. Phiên họp dưới sự chủ trì của Hòa Thượng Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Trị sự, Trưởng Ban Kiểm soát Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tọa Thích Thiện Quý, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Đại Đức Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Bình, Hòa Thượng Thích Thanh Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Bình, Thượng tọa Thích Từ Trí, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Bình, cùng Chư Tôn Đức Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Tân Bình, Chư Tôn Đức trụ trì các tự viện trong huyện, đại diện các cấp chính quyền quận Tân Bình. Trong phiên họp, ban tổ chức đã lần lượt thông qua danh sách ban chứng minh, chủ tọa đoàn, ban thư ký, ban kiểm soát và số lượng đại biểu tham dự đại hội. Đồng thời, chủ tọa đoàn cũng thông qua nội quy văn kiện và chương trình đại hội để trình vào phiên chính thức. Ban thư ký báo cáo sơ lược tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 9 và trình phương hướng hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 10. Đồng thời, thông qua danh sách dự kiến nhân sự tân ban trị sự cho Hội Phật giáo Việt Nam quận Tân Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt chủ tọa đoàn, Thượng tọa Thích Đạt Đức, trưởng ban trị sự lấy ý kiến biểu quyết để được đại biểu nhất trí thông qua. Tại phiên họp, nhiều văn kiện đại hội cũng được thông qua để trình đại hội chính thức vào sáng ngày 20 tháng 4 năm 2021. Đại hội đại biểu Phật giáo quận Tân Bình nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ sáng mai, ngày 20 tháng 4 năm 2021 tại chùa Giác Lâm, số 565 Lạc Long Quân, phường 10, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.